Kính thưa quý vị đại biểu ban giám khảo, thưa các thầy cô giáo và các anh chị và các bạn, trong những năm qua, việc phát triển bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc đã có những thay đổi đáng kể đời sống vật chất tinh thần đoàn kết của đồng bào. Bên cạnh đó, một số hủ tục tập quán lạc hậu vẫn còn và ảnh hưởng nặng nề tới đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc như tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Để giảm thiểu vấn đề này, sau đây em xin mời các thầy cô giáo và các bạn theo dõi kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền cây thẳng cây cong của chi đội đến từ lớp 6A với sự tham gia của các nhân vật Nguyên trong vai Pó, Thắng trong vai Tủa con trai Pó, Nga trong vai Chúa vợ Pó, Em trong vai Mỹ, Diệp trong vai Lý cán bộ xá, Cánh trong vai Sinh chủ tịch hội phụ nữ xá. Sau đây tiểu phẩm của chúng em xin được bắt đầu. Tao làm gì mà mày đấm tao ấy? Đi nó đi, đập tao. Này này, tao làm gì? Cái này nó đập tao phát đi, đập như này này. Đi làm sao? Như này, đi làm sao? Không sao. Rồi, bắt được cái gì rồi hả con? Đúng rồi, con bắt được vừa rồi này. Cái gì thế này? Thì con tốt tục như vậy. Thế là không được đâu. Bé cái mồm thôi, lấy vào chùa. Lấy vào chùa. Mày lấy đi đâu đấy? Mang vào trong lợn. Hay à, lấy vào chùa chứ, nhanh lên. Lấy cái đâu? Chúa, ông quản chi đâu? Chúa, ông ơi, thế là không được đâu. Tiền, gì mà không được? Ngày trước, tao vẫn bắt mày về, vẫn được đấy thôi. Nhưng chúng nó còn bé quá mà, đứa này là đứa nào đấy? Con Mỹ, con nhà có bò á, thế này càng không được. Cái gì mà không được? Cái này tao đã bàn với cậu Pờ rồi. Phải học cái khôn của nhà thằng Vừ, thằng Trinh, tiền của dòng họ nó thì mới không mất cho người ngoài. Nhưng cán bộ nó nói như thế là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đấy. Cái gì cũng cán bộ, lúc đang ấy cũng cán bộ bảo. Ôi, cái gì hả? Phải cười cho em à? Phải cười ra đi. Ôi, vào hộ con. Hay già có một tí thế em gọi bố à? Thằng Nguyên ạ. Hải. Kỳ lạc sai, kỳ lạc sai. Thôi không thì. Kỳ lạc sai. Kỳ chói đi mà. Vợ à, mày đi gọi đấy cúng mà nó lại đi đâu rồi? Vợ ơi, vợ ơi, cái gì hả? Đi tìm một chỗ mới. Rồi phải làm thế nào? Bây giờ à, sao mày như thế thì làm đi. Cảm nhận là cho biết làm đâu bố vào con. Mày già, mà ngày rồi sao mày vẫn không thế? Thôi được rồi, để lâu không biết làm thôi. Đợi tí, vợ đâu rồi? Tôi đây. Mày xuống nhà thấy cúng bảo tủa, bảo nó mai lên làm cúng nhập ma mới cho nhà mình. Chồng à, bố à, làm thế là không được đâu, tôi gọi cán bộ đến rồi đấy. Hả? Mày định phá cái nhà này à? Tôi phải đánh mày. Anh bó, dừng lại ngay. Chỉ chúa làm thế là giữ, chứ không phải phá ra không đâu. Việc anh làm là sai đấy. Nó lại là sai à? Đi vào lớp 6 để đấy luôn nhỉ? Ừ. Tươi rồi, vì cô bảo lớp 6 để con, cháu ơi, cháu không muốn làm vợ của đâu. Bà Sinh à, nhà mày, mày không ở, mày sao nhà tao nói lung tung cái gì thế? Bố ơi, cái gì? Mày đi vào trong, không là tao đánh đấy. Tủa đi vào trong đi, chồng à, bố à, Thỏ Sinh bây giờ là phụ nữ xá đây, nó đến nó tốt cho nhà mình mà. Nhưng tao chỉ muốn lấy vợ cho con trai thôi mà. Nhưng đây là chuyện nhà tao, tao không muốn ai nói vào. Giữa ban ngày ban mặt, một con anh đi bắt con gái vị thành niên về nhà là sai trái pháp luật, không còn là chuyện nhà anh nữa rồi. Ôi, kiểu trời.
cháu với, cháu muốn đi học, cháu không muốn làm vợ của đâu. Nhưng tao có làm gì sai đâu. Anh có này, anh có nhớ cuối năm ngoái, nhà ông Sinh cũng cùng con trai đi bắt vợ 13 tuổi cho nó. Trong khi xã đã tuyên truyền, nhưng gia đình ông vẫn cố tình vi phạm. Nên Ủy ban Nhân dân xã đã căn cứ vào khoản 1, điều 58, nghị định 82/2020, nghị định chính phủ ngày 15/7/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, đã tiến hành xử phạt hành chính 3 triệu đồng rồi đấy. Chồng à, khổ tôi chịu được, mà việc tôi sẽ làm cũng được bất vợ cho thông thuộc nữa đâu, tôi sợ lắm rồi. Nhưng tôi chỉ muốn lấy vợ cho con trai thôi mà. Lấy chồng, cả vợ luôn là nét đẹp trong phong tục truyền thống của người mông chúng ta. Nhưng đó là khi đôi trai gái đã đủ tuổi và ưng ý thuận tình mới đưa nhau về để xây tổ ấm, chứ không phải lợi dụng những hủ tục bắt vợ, kéo vợ, không những vi phạm pháp luật mà còn mang lại nhiều hệ lụy cho con cái chúng ta sau này. Là như thế nào hả cô? Không phải nói đâu xa, chính tôi là nạn nhân của tục kéo vợ khi mới 13 tuổi, dẫn đến vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết đến bây giờ. Già ơi, sao tôi khổ thế này, người ta trồng cây nó thẳng mà tôi trồng toán cong. Con siêu mai mới đẻ khi còn non nên nó non nớt, 3 tuổi chưa biết đi, 14 tuổi bằng con nhà người ta, 90 tuổi thằng tráng chưa kịp gọi mẹ đã chết vì bệnh máu trắng. Con ơi, nhà mày khổ quá Sinh à, chồng à, đời mình đã khổ rồi, đừng làm cho con cháu đời sau nó khổ nữa. Tao tưởng không có ăn mới khổ, lấy nhau về không đúng cũng khổ thế à? Phải đấy anh Bó ạ, không chỉ nhà Tháo Sinh mà nhà nào cũng có con tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng như thế đấy. Qua câu chuyện này ta cũng thấy được tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mang lại nhiều hệ lụy, là con cái chúng ta mắc bệnh bẩm sinh, chậm phát triển, cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Đó là vấn nạn của gia đình mà xã hội cần phải loại bỏ. Với nỗi khổ của chính mình, tôi khuyên mọi người hãy tránh xa và dừng lại tục kéo vợ, hôn nhân cận huyết, không thì không chỉ khổ mà còn đau lắm. Bây giờ phải làm thế nào hả bố? Hả, làm thế nào hả? Để bố. Mỉ à, bác sai rồi, tao có lỗi với mày, tí nữa phải làm cho chúng mày phải khổ. Cháu sợ lắm, cháu có phải làm vợ tủa nữa chứ? Không làm nữa, không làm nữa. Mình không phải làm vợ chồng nữa, mình vẫn là anh em. Cảm ơn cán bộ Lý và Thảo Sinh đã đến kịp, không thì thằng Bó này đã bị sai to rồi. Bà con ơi, hãy để cho con chúng ta lấy vợ, lấy chồng hợp pháp, để trồng những cây thẳng. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết là sẽ đẻ ra cây cong, là sẽ không tốt đâu, sợ quá. Vâng, hôn nhân đúng pháp luật là để con cháu chúng ta máy của cô là những cây thẳng đẹp như cây sa mu, vươn lên làm chủ tương lai, xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn, phải không bà con? Đấy, phải đấy. Tảo hôn là gánh nặng cho xã hội, dân số tăng nhanh, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống là vi phạm pháp luật. Hãy chung tay để lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vì một xã hội văn minh.